nữa, mà là một con gián, một con cóc, một con rắn, rồi tiếp tục nó quậy như vậy nữa, thì trời ơi, cái tâm trí của mình nó không có được thoải mái trong cái cuộc sống này. Mình còn phải nhìn về phía trước chứ đâu, mình đâu có nhìn xuống xuống cống, xuống hang để mình coi mấy cái con chuột nó cứ bò 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 mà nó làm như vậy, và nó cứ réo tên mình như vậy hoài. Rồi Ngân vô chưa? Anh vô nha, anh đưa lại cho em nha. Để em mặc đồ á, Ừ. chứ em quán khăn nguy hiểm. Không biết được giao lưu được anh không, rất là hâm mộ. Chúng ta ngồi trên này được cơ duyên được gặp nhau ở trong đây, thì chúng ta đang được giao lưu rồi. Mà các bạn đánh được dòng chữ nào lên thì Quang cũng đều thấy được dòng chữ đó. Nếu mà các bạn muốn Quang nói chuyện về cái chủ đề của mấy bạn thì vui lòng ghi dài dài ra chút xíu, đừng ghi ngắn. Chú Quang không có hột xoàn là nghèo nha. Đúng chính xác. Không có hột xoàn đeo trên tay là thua người có hột xoàn chứ không phải là nghèo. Tại vì chú Quang thấy mình giàu ở một chỗ, đó là sự thư thái, sự không có nóng giận. Thí dụ người ta nói rằng ồ anh không có sột soàng, anh nghèo, nhưng mà Quang không có cảm thấy buồn cái điều đó, Quang cảm thấy thư thái đó.